Lạng Kha Kỳ Duyên chương 952, Kính Hải dậy sóng sóng lớn. Ngụy vô ý là bực nào không khéo người, một nháy mắt liền rõ ràng Lục Sơn Quân chỉ sợ là hy vọng Hồ Vân có thể bái kế tiên sinh làm thầy, cũng đủ để chứng minh Lục Sơn Quân đối Hồ Vân xem như tương đối quan tâm, hắn tại bên cạnh suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt nghiêng nhìn về phía hắn bày ra cái bàn một góc. Bên kia có một cái tiểu hương lô ngay tại chậm rãi bốc lên an thần đàn hương, phía trên điêu khắc một cái truyền thống phong cách khoa trương sư tử. Lục Tiên Sinh trước tạm bớt giận, Hồ Vân Bái giải Tiên Sinh làm thầy, cũng có một bộ phận nguyên nhân là kế Tiên Sinh ý tứ, cái kia giải Tiên Sinh địa vị cũng không đơn giản. Từng Lục Sơn Quân nhìn hướng Ngụy vô ý, mong rằng Ngụy gia chủ giải thích nghi hoặc. Giải thích nghi hoặc không dám nhận, chỉ là kết hợp Ngụy mỗ biết tin tức suy đoán một phen. Cái này giải Tiên Sinh lai lịch cực kỳ thần bí, tại hắn đột nhiên xuất hiện tại kế Tiên Sinh bên cạnh trước đó, trong thiên hạ cũng không có bất kỳ cái gì hắn tin đồn, cũng chưa từng gặp hắn có cái gì cái khác thân hữu. Vẹn vẹn cùng kế tiên sinh quan hệ cặn kẽ, hắn xuất hiện, giống như cùng. Ngụy vô ý nói tới chỗ này liền không có nói tiếp, hắn biết rõ Lục Sơn Quân cũng là người thông minh, quả nhiên, người sau ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Ngụy vô ý, tiếp tục tiếp lấy hắn lời nói đi xuống. Giống như cùng. Năm đó sư tôn. Ngụy vô ý nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp lấy nói bổ sung đương nhiên biết rõ cái này giải tiên sinh xác thực tồn tại hôm nay cũng không nhiều đồng thời so với kế tiên sinh giải tiên sinh đạo hạnh dễ nhận thấy vẫn là hơi có chênh lệch nhưng cũng tuyệt đối cực kỳ ghê gớm hồ vân có thể sư tòng hắn cũng là có thể học được một thân thật bản lãnh có lẽ cũng càng thích hợp hắn lục sơn quân khẽ lắc đầu a à, cái kia cáo chết bầm chính là ngoạn tâm quá nặng phàm là năm đó hắn hiểu biết một ít phân tích cũng liền sớm vào sư tôn môn hạ rồi cho dù cái kia giải trí xác thực tu vi bất phàm lại như thế nào có thể cùng sư tôn so sánh đâu ngụy vô ý đành phải phụ họa một câu lục tiên sinh nói có lý a à. được rồi hôm nay thời điểm không còn sớm ta phải rời đi lần sau gặp lại không biết là khi nào ngụy gia chủ nếu có thể trông thấy sư tôn mời thay mặt lục mổ hướng hắn vấn an nhìn thấy lục sơn quân đứng lên ngụy vô ý cũng đứng dậy vừa hành lễ một bên đáp lại nói lục tiên sinh không nói ngụy mổ cũng sẽ làm như thế lục sơn quân nhẹ gật đầu đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói ra để cho sư tôn cẩn thận tiên đạo bên trong cũng chưa chắc người người có thể tin còn có cái kia trang trạch ngụy gia chủ cũng cần thận trọng đối đãi bắt một lén lúc từng nói với ta cái kia trang trạch là tuyệt hảo ma đạo bại hoại đồng thời ngày đó mặc dù có ta cùng ngư huynh nhiều lần trở ngại có thể bắt một lại là không chịu nổi đạo hạnh rốt cuộc đặt tại cái kia, cùng trang trạch chịu ngồi lâu như vậy, chỉ sợ chưa hẳn không có hậu hoạn. Lục tiên sinh yên tâm, ngụy mổ lại chú ý. Lục sơn quân không tại nhiều nói cái gì, hướng về ngụy vô ý đáp lễ lại, trực tiếp bước ra một bước hóa thành một luồng thanh phong thổi hướng biển bên trong, mà ngụy vô ý đứng tại ở trên đảo duy trì lấy hành lễ tư thái nhìn đối phương tiêu thất sau đó, mới chậm rãi thu hồi lễ tiết. Kỳ thực ứng nhược ly trước khi đi cũng nhắc đến qua những này, bất quá ngụy vô ý để bụng tự nhiên là để bụng, nhưng trong lòng cũng có chính mình một ít ý tưởng. Cái này A à Trạch, đối chính hắn mà nói hôm nay lại là bực này cục diện bế tắc, cho dù tiên sinh có xoay chuyển trời đất chi thuật có thể làm ma tâm chủng đạo chi pháp, có thể cái này ma đạo tranh nhau cục diện bế tắc không phá, đến tận đây sau đó chung thân khó có tiếng thêm, chậm rãi chết già có thể càng tốt hơn một chút. Cũng có lẽ chính hắn cũng có chút ý tưởng đi ngụy vô ý ý niệm trong lòng chớp động trong miệng lại thì thào cười lấy a à, cái này hồ vân sau này có nếm mùi đau khổ rồi cười như vậy một câu ngụy vô ý cũng thu dọn đồ đặt rời đi nhìn trước đây lục sơn quân phản ứng dễ nhận thấy vẫn là chú ý trong lòng mà giờ khắc này ngọc hoài bảo các một gian nội bộ gian phòng bên trong a trạch nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ trong lòng một mực đang nghĩ lấy hắn trước đó sự tình hắn cùng cái kia giả mạo kế tiên sinh đạo lữ nữ nhân nói rồi rất nhiều chuyện cơ hồ đem hắn nhất thiết bí mật đều nói trước đây a trạch cảm thấy loại kia và thân mật người bày tỏ cảm giác tốt bao nhiêu giờ phút này tâm tình liền xấu đến mức nào lại càng không biết thế nào đối mặt kế tiên sinh sau đó mấy ngày a trạch một mực có chút mất hồn mất vía bất quá ngược lại là vừa có cơ hội liền sẽ tìm tới rảnh rỗi ngụy vô ý hỏi dò hoàng tuyền bên trên viết một ít sự tình một tháng sau một chiếc liễu diệp hình dạng thuyền nhỏ mang theo mấy người bay đến một mảnh sóng gió yên lặng hải vực trên không xa xa nhìn về phía phía trước mặt biển có thể trông thấy hai cái trăng lưỡi liềm hình hải đảo đối lập với nhau trên mặt biển mà ở trong ở giữa hải vực là không có chút nào sóng gió đứng xa nhìn như là một mặt cực lớn cái gương chính là kính huyền hải cắt hải giới thuyền nhỏ bên trên có một cái nữ tử thời gian thỉnh thoảng liền sẽ vuốt ve một chút chính mình phía bên phải gương mặt luôn có loại nóng bỏng phỏng cảm giác vung đi không được, mỗi khi loại thời điểm này, nữ tử mặc dù sắc mặt yên lặng nhưng ánh mắt chỗ sâu kiểu gì cũng sẽ lóe qua một chút xâm nhiên. Nếu không phải luyện bình nhi tự thân thể phách mạnh mẽ cũng không yếu tại những cái kia am hiểu luyện thể yêu tu, chỉ sợ nàng liền sử xuất thế mệnh chi pháp cơ hội đều không có, cho nên cho dù biết rõ phải tỉnh táo, nhưng đối với long nữ cùng A Trạch, thậm chí cái kia ma diễm không biết thu liễm bắt một cũng hận. Rất nhanh, thuyền nhỏ bay đến kính huyền hải các chỗ gần, đồng thời rơi vào mặt biển chậm rãi lái vào kính hải bên trong, thuyền nhỏ người bên trên đều vô ý thức nhìn hướng hải các cái kia lớn nguyệt đảo treo trên vách kiếm khắc văn tự. Đã nhiều năm như vậy, kiếm này khắc vẫn là kiếm ý không tán. Ừ, Từng, xác thực đáng giá tán thưởng. Không sai, cái này kiếm ý càng là cường đại càng tốt. Luyện Bình Nhi kéo phía dưới đỉnh áo tràn mũ trùng, lộ ra khuôn mặt tươi cười nhìn xem trên vách đá dựng đứng kiếm khắc. Bản này chính là một đạo kiếm khách trận pháp, hội tụ ba tên kiếm tu cao nhân kiếm ý, cùng Kính Hải trọng thủy hỗ trợ lẫn nhau không ngừng tăng cường, cho đến hôm nay đã thế như gò núi. Kính Hải một bên khác, cũng có một chiếc thuyền nhỏ đậu ở chỗ đó, bên trên có người tay cầm một cái cần câu ngay tại thả câu, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa vách đá phương hướng, suy nghĩ lấy cái này một chiếc thuyền nhỏ người bên trên là ai một tên kính huyền hải các đệ tử từ giao lớn tháng kia răng ở trên đảo bay đến thả câu thuyền nhỏ bên trên, hướng về câu cá người hành lễ. Lục sư thúc tổ, các chủ có việc gấp để cho ngài đi qua một chuyến. Lục mân nhìn đối phương một cái, nhẹ gật đầu đang muốn đứng lên, đột nhiên dư quan thoáng nhìn dây câu liền nước bộ phận tạo nên một chút rất nhỏ gần sóng. Có cá cắn câu. Sư thúc tổ, đừng để các chủ sốt ruột chờ. Lục mân khẽ nhíu mày, Lưu luyến nhìn xem lay động dây câu, hắn đã có nhanh 20 năm không có câu được qua một đuôi lưu ly quý thủy kim lân tầm, hôm nay dĩ nhiên là cắn câu, nhưng đáng tiếc. Lục mân thở dài, gậy tre hất lên, lưỡi câu dây câu liền bị rung lên đi lên, phía dưới linh ngư tự nhiên cũng liền chạy, hắn lại lắc một cái trụ, dây câu tự hành quấn quanh ở cần câu bên trên, cái này vẫn cần thu cần tư thái, lại có một loại tự nhiên mà thành kiếm ý đi theo. Đi thôi. Lục mân nhẹ nhàng nhảy một cái, dẫm lên một trận gió nhẹ bay lên, cùng đến đây thông báo đệ tử cùng nhau đi hướng tháng đủ răng đảo. Kính huyền hải các mặc dù không phải thông thường ý nghĩa bên trên tiên đạo đại phái, nhưng cũng là có thể nói tới nổi danh số tiên môn, cho nên Nguyệt Nha ở trên đảo tự nhiên cũng có như cung điện một dạng tiên đạo lầu cát. Bất quá dẫn đường đệ tử lần này lại đem lục mân đưa vào một tòa thạch lâu, đồng thời hướng trong lầu thông đạo dưới lòng đất mang đến. Các chủ hôm nay trên mặt đất trong các là sư thúc tổ, ngoại trừ ngài, còn có mấy vị trưởng lão khác cũng sẽ tới. Nha! Lục mân nhẹ gật đầu, rồi lại nghi hoặc nhíu mày. Ta chẳng lẽ câu cá câu hồ đồ rồi, hôm nay là có cái gì chuyện quan trọng? Vãn bối không biết, sư thúc tổ vẫn là chính mình hỏi các chủ đi, vãn bối cáo từ. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới mà cắt các ngăn cách cửa đá bên ngoài, mà dẫn đường đệ tử thi lễ một cái, trước hết đi rời đi lục mân hướng về phía đệ tử kia nhẹ gật đầu sau đó nhìn hướng cửa đá hai tay thủ lễ hướng về bên trong lên tiếng nói các chủ ta tới chờ giây lát lục mân khẽ nhíu mày ngăn cách cửa đá là một đạo cấm chế cường đại nhưng bên ngoài thanh âm là có thể đơn hướng truyền vào ở trong các chủ lục mân cầu kiến lục mân tăng thêm một ít ngữ khí nhưng lại vẫn là không thấy đối đáp do dự mãi sau đó hắn đưa tay đụng vào cửa đá có thể cảm nhận được một cổ rất nhỏ lực cản, chứng minh cấm chế ngay tại vận chuyển. Suy nghĩ một chút, lục mân tay vận kiếm chỉ, tại cửa đá các nơi liên tục điểm vài cái, lưu lại mấy cái tinh điểm sau có từng đạo lưu quan tại trên cao chuyển động loạn lên, sau đó toàn bộ cửa đá hơi sáng lên, hướng vào phía trong từ từ mở ra. Chỉ là tại cửa đá mở ra một khắc này, lục mân một đôi mắt cũng càng mở càng lớn, sau đó lo sợ nhìn xem nội bộ. Các chủ, Lục Mân trong nháy mắt xuất hiện tại có chút trống trải mà trong cát tứ phương các nơi sau đó lại cúi đầu nhìn hướng mặt đất trên mặt đất tràn đầy máu tươi tại hắn tầm mắt trung tâm kính huyền hải các các chủ từ nơi cổ họng bị cắt đứt đầu một nơi thân một nẻo kiếm quyết là chết bởi dưới kiếm là ai là ai Lục Mân trong lòng vô hạn chấn kinh các chủ dĩ nhiên là lặng yên không một tiếng động chết tại mà các bên trong các chủ các chủ a lại là hai tiếng kêu sợ hãi truyền đến hai tên lão giả hình như ngay mặt mì cùng nhau mà đến mà tên kia dẫn đường đệ tử cũng nhìn thấy các chủ thi thể kêu lên sợ hãi hai vị trưởng lão ta kính huyền hải các dự định nhưng tới cường địch lục mổ tới đây thời điểm phát hiện các chủ gặp bất trắc người hành hung tất nhiên am hiểu kiếm thuật đồng thời tu vi thâm bất khả trắc còn có thể lấy được các chủ tín nhiệm tại nơi này trong các hành hung lục mân ngươi không phải liền là am hiểu kiếm thuật cao nhân sao không sai, ngươi không phải rất được các chủ tín nhiệm sao? Hai tên lão giả lời nói khiến Lục Mân hơi sửng sốt. Lục Mân sao có thể có thể ra tay với các chủ, hai vị trưởng lão đừng muốn tự loạn trận cước, chúng ta cần nhanh chóng. Lục Mân Ta hai người tận mắt nhìn thấy ngươi giết các chủ, còn dám giảo biện. Một tên trưởng lão tức giận rống to, bên cạnh dẫn đường đệ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái gì? Lục sư thúc tổ Tên đệ tử này lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên cảm giác được cái cổ rất ngứa, cũng cơ hồ là cảm giác này truyền đến một khắc này liền nguyên linh tiêu tán, lại không tri giác. Lục mân không thể tin nhìn xem tên đệ tử kia đầu rơi ngã xuống, trong lòng hỗn loạn phía dưới cũng mơ hồ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Các ngươi! Các ngươi! Cầm xuống lục mân, vì các chủ báo thù. Động thủ! Hai tên trưởng lão đột nhiên đột nhiên nổi lên, liên thủ công hướng lục mân, người sau vội vàng ở giữa căn bản khó mà chống đỡ, trong khoảnh khắc đã bị đánh bản thân bị trọng thương, nhưng chết đi như thế sao có thể cam tâm, bạo khởi kinh thiên kiếm ý chuẩn bị đồng quy vu tận. Cẩn thận! ầm ầm Mà thạch lâu nổ tung, một đạo kiếm quang từ đó bay ra, nhưng phía dưới đã có âm thanh truyền khắp kính huyền hải cát. Lục mân khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo, trên mặt đất trong các đột nhiên ra tay giết chết các chủ, hải các chúng tu mau mau liên thủ truy nã lục mân giết các chủ lục mân đã thương trưởng lão giết các chủ ngoại trừ chém đinh chặt sắc chuẩn xác chi ngôn mặc dù cũng có đủ loại kinh ngạc tiếng vang lên nhưng lục mân giờ phút này trạng thái căn bản vô lực làm cái gì cũng biết rõ chính mình trúng rồi sáo chỉ có thể kiệt lực chạy trốn hóa thành kiếm quan phóng tới nghiêng trời nhưng bay lên trăm trượng thời khắc hắn nhìn thấy vách đá phương hướng có bạch quan sáng lên sau một khắc vô tận kiếm khí hóa thành một đạo đạo lưu quan từ trên vách đá dựng đứng thoát ra, bay về phía kính Huyền Hải các các nơi, cũng khuấy động toàn bộ kính hải, hướng tới yên lặng như gương kính hải giờ phút này cũng nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Lục Mân bây giờ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không, không, ta không thể chết, ta không thể chết. Ngàn trượng kiếm khí hóa thành kinh khủng phong bạo, trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ kính Huyền Hải các phạm vi, một ít bay ở không trung hải các đệ tử trực tiếp liền tại cái này trong gió lốc vỡ nát cái kia tung hoành kiếm khí cùng như là sôi trào kính hải trọng thủy phát tán khí tức cực kỳ khủng bố bất quá lục mân bây giờ cũng không đoái hoài tới tạm biệt hắn điên cùng thôi động pháp lực không ngừng tăng lên chính mình tốc độ bay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc chui ra khỏi kính huyền hải các phạm vi mà cơ hồ sau đó một khắc kính huyền hải các đại trận cũng tự động mở ra đem kinh khủng kiếm khí phong bạo phong tại nội bộ ầm 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 lục mân tốc độ bay một khắc đều không có thả chậm bất luận kính huyền hải cắt phát sinh cái gì nơi đó đối với hắn mà nói cũng sẽ không tiếp tục an toàn chỉ là hắn thật hận a à, nếu như hắn không bị vu hãm nếu như không phải loại này đáng sợ tình trạng nếu như không phải vừa rồi hắn trên mặt đất các liền gặp tập kích hắn vốn nên phát giác được vốn nên có thể lấy tự thân kiếm ý khống chế kính hải kiếm vách tường nhưng lại nghĩ những này đã vô dụng bây giờ lục mân phải làm chính là đem hết khả năng chạy khỏi nơi này tại ánh mắt dư quan bên trong kính huyền hải các đại trận đang không ngừng lấp lóe dễ nhận thấy đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ mà hải các bên trong một ít đạo hạnh không tầm thường tu sĩ phân phân hiện thân thi pháp kiệt lực duy trì đại trận càng muốn phải trấn trụ toàn bộ kính hải nhưng lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm kính huyền hải các vách đá bên ngoài thuyền nhỏ lần trước khắc còn thừa lại ba người bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lục mân kiếm quan độn đi thật nhanh kiếm độn khó trách muốn phá kính hải trước trừ lục mân không nghĩ tới hắn còn có thể chạy đến. Lục mân đã là nỏ mạnh hết đà, ta đuổi theo hắn. An vị tại thuyền bên cạnh, đồng thời lấy tay bám lấy bộ mặt nhìn xem kính huyền hải các luyện bình nhi ngáp một cái. Các ngươi cùng đi, đừng làm rộn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, coi như đuổi không kịp cũng không được chặt, hắn chết cố nhiên tốt, sống sót cũng không quan trọng, cho dù có người cho rằng lục mân là trận này âm mưu người bị hại lại có thể thế nào, có lẽ còn càng tốt hơn một chút hơn a à, ngươi ngược lại là nhàn nhã sợ không phải vì chính mình giải vây đi nếu như là cái kia chân ma cùng mặt khác những người kia có thể cùng lúc xuất hiện toàn bộ kính huyền hải cắt một cái cũng đừng nghĩ chạy dạng này chẳng phải là càng oanh động chút ít luyện bình nhi cười cười nhìn vẫn chưa tức giận đạt đến mục đích thuận tiện trước đây xảy ra chuyện những người kia nói không chừng liền có ai bị để mắt tới dứt khoát không cần cũng thế mà lại cái kia bắt một trong mắt của ta cũng không như thế nào đến ngược lại là cái kia lục ngô cùng cái kia mang ngưu có chút lợi hại đến mức kinh người. Thế mà có thể cùng ứng nhược ly giao thủ ngắn ngủi liền toàn thân trở ra, cũng khó trách cái kia bắt một đối bọn hắn cực kỳ tại ý. Được rồi, đừng cãi tọ, lại tranh luận người đều chạy không có. Dư người kia quát bảo ngưng lại hai người cãi vã, sau đó trực tiếp nhảy lên một cái, lái độn quan triều bầu trời đuổi theo, một người khác nhìn luyện bình nhi một dạng cũng hóa quan mà đi. Luyện bình nhi xoa chính mình gương mặt, hiếp mắt nhìn xem kính huyền hải các chớp động đại trận ước chừng tại mười mấy hơi thở sau đó toàn bộ đại trận triệt để vỡ vụn chuyển động loạn lên kiếm khí lập tức tự do mà ra bất quá cái này một chiếc thuyền con lại tựa như là sống một dạng trên mặt biển nhanh chóng hoạt động tránh thoát từng đạo kiếm khí luyện bình nhi ghé mắt nhìn hướng bên thuyền mặt biển xuyên thấu qua khoái động nước biển nàng có thể nhìn thấy đáy biển các nơi ngẫu nhiên có một đạo kim sắc quan ảnh lóe qua khi là kính hải phía dưới thoát khống kim lân tầm, loại này linh động cùng tốc độ, để cho luyện Bình Nhi bắt một đầu thử một chút ý niệm cũng bỏ đi. Sau đó, luyện Bình Nhi ánh mắt nhìn hướng sau khi vỡ vụn đại trận nội bộ, ngoại trừ hai tòa ở trên đảo hỗn loạn ở ngoài, toàn bộ kính hải đều ở tại sôi trào trạng thái, thật sự là loại kia nhiệt lực cuồn cuộn sôi trào trạng thái, dường như một nồi bị đun sôi canh nóng. Nguyên bản đẹp như lưu ly kính hải, rất nhanh bị chiếu bên trên một án đỏ. Luyện Bình Nhi bên mặt dựa sát tại mạng thuyền bên trên, trong tay hiển hiện một cái bình trắng nhỏ, theo cánh tay rủ xuống đến trong biển. Cùng hắn phân một bộ phận cho phế vật kia bắt một, không như cho A Trạch đâu, rốt cuộc gọi ta lâu như vậy cô cô đâu. Theo một cổ ánh sáng màu đỏ theo nước biển chảy vào bình trắng nhỏ, Luyện Bình Nhi trên mặt cũng hiện ra nụ cười, không bao lâu, kính hải ánh sáng màu đỏ dần dần giảm đi, toàn bộ kính hải cũng yên tĩnh trở lại, chỉ có điều mặc dù sau so bên ngoài tốt không ít, có thể hai tòa Nguyệt Nha Sơn ở giữa mặt biển đã theo gió dậy sóng sóng lớn. Kính Hải danh tiếng đã có chút hữu danh vô thực. Kính huyền hải các các tu sĩ không ít đều có chút mờ mịt, rất nhiều người bay đến bầu trời nhìn hướng các nơi, hải các bên trong là một mảnh hỗn độn cảnh tượng, trong môn đệ tử không biết tử thương hoặc nhiều hoặc ít, liền liền kiếm kia vách tường sườn núi cũng sụp xuống. Lục mân khi sư diệt tổ sát hại các chủ, càng dẫn bạo kiếm vách tường kiếm khí, hủy đi hải các sơn môn, kính huyền hải các cùng lục mân không đội trời chung có tiếng trống giận dữ từ hải các nơi nào đó truyền đến xem như đề tỉnh một ít như cũ có chút mờ mịt người kính huyền hải các lọt vào sư môn phản đồ phá hư các chủ thân tử đạo tiêu tử thương đệ tử hơn mấy trăm người đồng thời danh truyền tu tiên giới thắng cảnh cái kia một mặt kính hải cũng triệt để không còn tồn tại toàn bộ kính huyền hải các tổn thất chi thảm trọng để cho toàn bộ trong các tu sĩ đều khó mà tiếp nhận Tin tức này truyền bá tốc độ so gió còn nhanh hơn, cái này tại đối lập bằng phản tỉnh tu tiên giới bên trong, xem như là thiên vũ châu chi loạn sau đó khoa trương nhất chuyện, đồng thời thiên vũ châu chi loạn lúc đó, trên thực tế cũng không có cái gì tu tiên đại phái thừa nhận hủy diệt tính đã kích. Nhiều nhất là một ít tiểu môn tiểu phái cùng tu tiên thế gia thừa nhận tổn thất nặng hơn, lại càng không cần phải nói đại phái trưởng giáo chi lưu bỏ mình. Mà kính huyền hải các bản thân thực lực cùng nội tình trước tạm không nói, ít nhất bằng vào một mặt kính hải tại tu tiên giới hoặc là nói tu hành giới đều nổi tiếng lâu đời hãy cắt một hủy thật sự là tin tức nặng ký tại có vài người trong mắt có thể so thiên vũ châu chi loạn còn nghiêm trọng hơn một ít tin tức truyền đến kế duyên nơi đó thời điểm đã là một tháng sau là ngụy vô ý tự mình đến cư an tiểu Cát đến cáo tri kế duyên hắn cũng là tại vừa trở lại vân châu thời điểm nhận được ngọc hoài bảo các bên trong ngụy thị đệ tử cùng với linh bảo hiên người phi kiếm truyền thư hắn liền thứ nhất thời gian tới cư an tiểu cát. Giờ này khắc này, ngụy Vô Ý đang đứng tại kế duyên trước mặt giảng thuật chính mình biết nhất thiết, kế duyên toàn bộ hành trình không cắt đứt hắn, một mực lặng lặng nghe ngụy Vô Ý giảng xong sau đó, trầm tư chốc lát mới mở miệng nói. Có lẽ việc này, chính là trước đây cái kia bắt một bọn người chuẩn bị thương nghị sự tình, chỉ là dễ nhận thấy lục sơn quân cùng ngưu bá thiên tại cuối cùng bị loại bỏ ra ngoài, cũng không biết có phải hay không đưa tới đối phương hoài nghi. Tại hạ cũng là như thế cho rằng, bất quá cho dù lục tiên sinh cùng trâu tiên sinh ít có khó khăn trắc trở, dựa vào bọn họ năng lực ứng biến, tất nhiên có thể gặp giữ hóa lành. Chỉ là ngụy mổ Mộ có một chuyện vẫn muốn không rõ, cái này kính huyền hải cắt càng giống là một cái phong cảnh danh thắng, tạo thành như thế phá hư chẳng lẽ là báo thù. Hay hoặc là hải các bản thân có đại bí mật. Ngụy vô ý cùng hắn nói là suy đoán, không như nói là đang thử thăm dò tính trưng cầu kế duyên ý kiến, hỏi dò hắn có thể hay không cáo tri hắn một ít chân tướng trong lòng là đã nhận định kính huyền hải các tổn thất tuyệt đối so theo như đồn đại càng lớn đứng ở một bên táo nương cùng bạch nhược cũng nhìn hướng kế duyên người sau thở dài cái kia kính hải trọng thủy phía dưới đè ép một cái thượng cổ dị yêu chi huyết theo kế mổ toàn bộ kính huyền hải các cùng hắn nói là một chỗ tu tiên giới phong cảnh danh thắng không như nói thực ra là một chỗ ẩn núp phong trấn chi địa ngụy vô ý trong lòng giật mình t đây chẳng phải là nói thượng cổ dị yêu có khôi phục có thể hiện nay thiên địa cái kia dị yêu mong muốn khôi phục thật cũng không đơn giản như vậy chỉ sợ là cái này yêu huyết sẽ bị một ít người sử dụng không biết cái kia lục mân bây giờ nơi nào ngụy vô ý khẽ nhíu mày tiên sinh cảm thấy cái kia lục mân cũng không phải là thủ phạm kế duyên lắc đầu biết người biết mặt không biết lòng kế mổ cùng hắn tuy có gặp mặt một lần nhưng cũng khó tả hắn thật sự vô tội, chỉ là hắn tất nhiên biết được một số việc. Bạch Nhược đoạn này thời gian được cho phép tại Ninh An huyện tạm lưu, bởi vì kế duyên nói nàng tu vi yếu kém, về việc tu hành cẩn thận chỉ điểm nàng một trận, giờ phút này nàng cũng không nhịn được nói ra. Sư Tôn, bất kể có phải hay không là lục mân cái gọi là, một người sợ là khó mà công phá kính huyền hải cát càng không thể khiến kính huyền hải các hôm nay đều đường kính nhất trí ngụy vô ý ở một bên gật đầu phụ họa. Bạch phu nhân nói cực phải, như lục mân là kẻ cầm đầu còn tốt, như lục mân không phải, như vậy toàn bộ kính huyền hải các chưa hẳn trong sạch. Kế duyên chỉ là ngồi tại trước bàn, nhìn xem trên bàn một cái dọn xong bàn cờ, ngụy vô ý ở một bên đợi đã lâu không thấy hắn nói chuyện, do dự một chút lại lần nữa mở miệng. Ngoài ra, ngụy mổ còn muốn hướng tiên sinh thỉnh tội. Kế duyên ngẩng đầu lên nhìn hướng hắn. Có tội gì? ngụy vô ý than nhẹ một chút lúc này mới đem trước đây gặp a trạch sự tình nói ra từ luyện bình nhi giả mạo kế duyên đạo lữ đến long nữ một đường truy tìm mang về a trạch cùng với phía sau phát sinh sự tình bạch nhược cùng táo nương hai cái này nữ tử trong lòng đối với luyện bình nhi giả mạo kế duyên đạo lữ việc này cùng với a trạch an nguy là ngang nhau trọng yếu đại sự mà kế duyên là đối người trước cũng không thèm để ý chú ý chút cơ hồ hoàn toàn trên người a trạch a trạch rời đi sao Kế duyên cảm thấy rất kinh ngạc, hắn biết rõ A Trạch là tuyệt đối là rất muốn gặp hắn, trăm phương ngàn kế rời đi cửu phong sơn, liền thật vất vả gặp ứng nhược ly cùng ngụy vô ý, làm sao lại chọn rời đi. Ngụy mổ cũng cực kỳ kinh ngạc, bất quá tại kính huyền hải các sự tình phát sinh sau đó, hắn cảm xúc hình như trở thành có chút không ổn định, sau đó đột nhiên cho tại hạ biết, hắn quyết định trở về cửu phong sơn. Như thế táo nương cũng không nhịn được mở miệng hắn sẽ không coi là cửu phong sơn cũng sẽ bị công phá, lại làm hại hắn ý trung nhân xảy ra chuyện sao. Kính huyền hải các làm sao có thể cùng cửu phong sơn so đâu. Tại hạ cũng là như thế nói, nhưng hắn đã quyết định đi, ngụy mổ vẫn chưa dùng sức mạnh lưu hắn, sợ làm hắn tâm tính càng thêm kích thích, chỉ là chuyên sửa chữa một chiếc ngọc hoài bảo thuyền hành trình, thêm cửu phong sơn Nguyễn Sơn Độ, cửu phong sơn sợ là chưa chắc sẽ thiện đại hắn. Kế duyên nhíu mày, ngụy vô ý dùng từ cực kỳ thận trọng, nhưng hắn nói ra dùng sức mạnh có thể kích thích a trạch cảm xúc là nói rõ lúc ấy thật có loại khả năng này việc này chẳng trách ngươi ta lại nghĩ cách đưa tin cửu phong sơn trưởng giáo để cho hắn lưu tình đối với a trạch sự tình ngụy vô ý cũng không giúp được một tay liền mượn cái này cơ hội tốt liền hướng kế duyên miêu tả chính mình trước mắt kế hoạch tiến triển lấy tứ đại châu cầm đầu một ít tương đối trọng yếu tiên cảng cơ bản đều an bài nhân thủ đồng thời có không ít đều bố trí ngọc hoài bảo cát ngoại trường ngọc hoài sơn ủng hộ và ngụy gia người toàn lực vận hành lúc này trên đường đã coi như là vô cùng có thành tựu linh bảo hiên xuất lực cực lớn bây giờ đã bắt đầu hướng như thiên vũ châu phương đài châu tinh lạc đảo châu cùng ngô đồng đảo châu các loại đại đảo lục châu thúc đẩy ít nhất bảo đảm bên trên có một nhà chi nhánh đương nhiên cùng loại thiên tiều đảo vực các loại người tu hành tương đối dày đặc mà lại qua lại tấp nập địa phương cũng sẽ ưu tiên thiết lập chi nhánh có thể nói ngoại trừ tuyệt đối cấm địa hắc mộng linh châu cùng hoang hải bên ngoài địa phương trên lý luận nói nhiều năm trước tới nay ngụy vô ý đã đem ngọc hoài bảo cắt lái đến thiên hạ các nơi rất lâu thậm chí cũng trợ giúp linh bảo hiên mở rộng chi nhánh ngụy vô ý từ từ nói đến tại kế duyên trước mặt nói những khi này trong lòng cũng là có một cổ cảm giác tự hào tồn tại cho đến hôm nay tính cả thiên tiều đảo bên trên mới chi nhánh ngọc hoài bảo các đã mở thiết lập 46 nhà lẽ tẻ bổ sung cái khác cửa hàng có 323 nhà. Kế duyên đã rất lâu không hiểu qua phương diện này tiến triển, như thế nghe được ngụy vô ý tương đối toàn diện báo cáo, trong lòng cũng là hơi hơi giật mình, cảm giác tối đa mới mười mấy năm, ngụy vô ý thế mà đã đem trưởng khống bảo các quy mô mở rộng đến loại trình độ này. Ngụy gia chủ, các ngươi ngụy gia phàm trần sinh ý hình như cũng không có kéo xuống, nơi nào có nhiều như vậy ngụy thị tử đệ có thể giúp ngươi một chút. Rốt cục nghe được kế tiên sinh hỏi cái này vấn đề, chuẩn bị rất lâu ngụy vô ý xem như bị gãi đến chỗ ngứa, đầu tiên là lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười, sau đó chậm rãi mở miệng giải thích. Tiên sinh có chỗ không biết, tự hơn 10 năm trước ngài hướng ta nói, đồng thời thương nghị khả thi thời điểm, ngụy mổ liền mơ hồ đoán trước có thể sẽ có một ngày như vậy, cái này sẽ là bực nào to lớn chí nguyện. Luôn luôn hỉ nộ không lộ ngụy vô ý giờ phút này cũng có một chút chút kích động. Ta ngụy thị toàn tộc trên dưới bất quá mấy trăm nhân khẩu, không có gì ngoài già yếu người, có thể chịu được đại dụng không ít, có thể gánh chức trách lớn cũng có, nhưng số lượng còn thiếu rất nhiều. Liền sớm tại năm đó, ngụy thị liền không ngừng ở nhân gian các nơi tìm kiếm cơ khổ vừa độ tuổi hài đồng, đem thu dưỡng đồng thời ban cho họ ngụy. Dốc lòng dạy bảo phía dưới, ở trong thành tài người cũng không ít, đủ ngụy mổ thi triển hoài bảo. Kế duyên hiểu rõ, nguyên lai hôm nay bôn ba thiên hạ ngụy thị tử đệ, cũng không phải là người người đều thật có ngụy gia huyết mạch ngụy gia chủ vất vả kế duyên nói như vậy một câu ngụy vô ý chỉ là cười cười đây là chuyện vui càng là công tại thiên thu sự tình chưa nói tới vất vả đúng rồi kế tiên sinh ngụy mổ cả gan hỏi một câu lúc nào có thể đem phân cấp pháp tiền phương pháp luyện chế truyền đi kế duyên đồng thời không có trả lời ngay mà là nhìn hướng ngụy vô ý hỏi ngược một câu ngụy gia chủ coi là lúc nào thích hợp. Ngụy vô ý suy nghĩ một chút, cân nhắc trả lời. Đạo này như hoàn toàn nắm giữ ở tại chúng ta trong tay, các đại tiên phủ cùng các đạo thánh địa tu hành coi như hàm dưỡng cho dù tốt, một khỏa lòng cầu đạo lại là thành kính, cũng khó tránh khỏi ý kiến không nhỏ, nhưng trực tiếp dâng lên cũng không đẹp. Ngụy mổ ý là, từng cái bảo các có thể bắt đầu luyện chế trước ba cấp pháp tiền, tại có người đến đây bảo các giao dịch thời điểm thử nghiệm coi là lấy vật đổi vật chi bảo, mượn cái này để cho tu sĩ chậm rãi tiếp xúc pháp tiền. Chờ đến từng cái tu hành danh môn bắt đầu ý thức được pháp tiền đồ vật lúc, nếu có người đến đây hỏi dò, chúng ta cũng có thể hào phóng hợp tác, đem toàn bộ bốn cấp pháp tiền phương pháp luyện chế chia sẻ. Kế duyên cười nhìn lấy ngụy vô ý. A, à, ngụy gia chủ bỏ được. A a a a, đây là trăm lợi sự tình, lại có cái gì bỏ được không bỏ được đâu, đều là thúc đẩy đạo này mà thôi, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy ngọc hoài bảo các cùng linh bảo hiên hào phóng một ít ngược lại có thể thành lập thanh danh sớm nhất dựng đứng đạo này khôi thủ bi vọng sau cùng nhìn vẫn là kinh doanh ngụy vô ý ngược lại là rộng rãi bất quá cũng là bởi vì hắn rõ ràng đẳng cấp cao nhất càng không như ý tiền trên đời chỉ sợ chỉ có kế tiên sinh một người có thể tương đối thoải mái mà luyện chế đây cũng không phải là ngụy vô ý đoán mò mà là đặc biệt thỉnh giáo qua cư nguyên tử ứng long quân cùng tần thần quân các loại cao nhân đương nhiên còn có linh bảo hiên bên trong đại bộ phận cao nhân thậm chí là giải trí hắn đều cầu dạy qua một lần trước mặt các vị cao nhân đều nói càng không như ý tiền chính là cận đạo đồ vật kế tiên sinh đơn giản tên hắn viết pháp tiền nhưng thật ra là trực chỉ bản nguyên yếu nghĩa là hiển pháp đạo khí coi như biết rõ phương pháp luyện chế bọn họ muốn luyện chế thành như ý tiền cũng tương đương với luyện chế một kiện bảo vật thời gian tinh lực cùng pháp lực hao tổn cũng sẽ không ít trước vài các loại pháp tiền là lại tốt không ít. Còn như ngụy vô ý hỏi giải trí thời điểm, đối phương trực tiếp cười cười, đơn giản trả lời một câu, ngoại trừ kế duyên, những người khác cũng đừng nghĩ luyện chế như ý tiền. Cho nên vốn là đối với mình 10 phần tự tin ngụy vô ý trong lòng vẫn là 10 phần có lực lượng, dù sao mình đứng sau lưng kế tiên sinh, pháp tiền chi đạo đều là hắn ngộ ra tới. Nghe được ngụy vô ý cơ bản đem nhất thiết đều nghĩ đến rõ ràng, thậm chí so chính kế duyên nghĩ đến đều thông thấu, cái kia kế duyên đã không còn gì để nói, hắn rốt cuộc muốn bận tâm sự tình quá nhiều, tin tưởng ngụy vô ý liền tốt. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền buông tay đi làm đi, pháp tiền còn đủ sao? Ngụy vô ý trong lòng cuồng hỉ. Đa tạ tiên sinh tín nhiệm, pháp tiền còn đầy đủ, từng, không như nói ngụy mổ còn một cái cũng chưa dùng qua. Tiên sinh nếu như là không cái khác sự tình, ngụy mổ phải nhanh trở về chuẩn bị, còn được cùng linh bảo hiên đạo hữu thương nghị một chút tốt ngụy gia chủ đi thông thả ừm đúng rồi thiên ngư phường khẩu mì nước cửa hàng như cái kia ngụy thị tử đệ có khắc chí hướng cũng không cần để cho hắn một mực bày sạp bán mì ngụy vô ý nhanh chóng lại lần nữa hành lễ vâng ngụy mổ biết được xin cáo từ trước ừm ta liền không tiễn không dám ngụy vô ý hài lòng rời đi cư an tiểu cát hắn cũng biết kế tiên sinh ý tứ hôm nay ngụy thị chính là tiến bộ dũng mãnh thậm chí có thể nói là mở rộng đất đai biên giới thời điểm toàn bộ thế hệ trẻ tuổi ngụy thị tử đệ tất nhiên lòng mang hoài bảo mà có thể tại thiên ngư phường ở ngoài bày sạp ngụy gia người cũng tuyệt đối không thể nào là người tầm thường ngụy vô ý bước chân nhẹ nhàng đi ra thiên ngư phường nhìn thấy cái kia treo tôn thị mì nước lệnh bài ngụy gia con cháu ngay tại bên kia bận rộn như thế khách nhân vừa rồi đều rời đi có không ít bác đổ muốn rửa sạch ngụy vô ý đi tới còn không đợi mới phát hiện hắn đối phương hành lễ liền mở miệng nói ngày mai bắt đầu ngươi nếu không nghĩ bày sạp liền có thể trở về đức thắng phủ thành cái khác an bài trách nhiệm cái kia chủ quán hơi sững sờ lập tức buông xuống trong tay bác bái lên gia chủ thế nhưng là ta cái gì địa phương làm đến không tốt ha ha ngươi cũng không có cái gì sai lầm chỉ là không cần thiết tận lực như thế đương nhiên ngươi như vui với lúc này bày sạp bán mì hưởng thụ phần này yên tĩnh ta cũng là ủng hộ. Tên này ngụy gia con cháu mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tại hạ nguyện ý đi theo gia chủ khai thác ngụy thị bất thế cơ nghiệp. Ngụy vô ý nhẹ gật đầu chuyển thân rời đi, đồng thời lơ lửng trở về một câu nói. Đến cùng tôn gia thật tốt nói rõ nguyên do, đừng quên thu thập xong quầy hàng trả lại tôn gia. Vâng. Nghe ngụy thị tử đệ kích động trả lời, ngụy vô ý hơi hơi bên cạnh lại không có quay đầu, chỉ là trong lòng yên lặng thở dài, người này mặc dù xem như thông minh, nhưng xem ra vẫn còn không tính là đại khí chi tư, như hắn càng vui ở đây bày sạp, không quản là thật là giả, ngụy vô ý đều tuyệt đối sẽ đối với hắn coi trọng mấy phần. Bất quá ngụy vô ý cũng không vội vàng về nhà, còn được lại đi ngưu khuê sơn một chuyến, lục sơn quân đối hồ vân ý kiến cực lớn, việc này hắn không thể làm bộ như không nghe thấy, đến giúp lục sơn quân hướng đi hồ vân chứng tỏ một chút nội ý, cũng coi là nhắc nhở một chút hồ vân. Cư an tiểu các bên trong, ngụy vô ý đã rời đi kế duyên là còn tại suy tư trước đây ngụy vô ý nói chuyện hắn mặc dù tới thời gian không dài nhưng miêu tả tin tức quả thực không ít tiên sinh cái kia luyện bình nhi cũng quá đáng hận dám giả mạo ngươi đạo lữ hại người sư tôn liền liền bình thường yêu ma nhắc đến ngài đều sẽ tôn xưng một tiếng kế tiên sinh mà người này lại không hề cố kỵ không sớm ngày loại trừ sau này nhất định là họa lớn kế duyên vân vê con cờ trong tay đem rơi xuống trên bàn cờ một điểm, sau đó nhìn hướng táo nương cùng Bạch Nhược. Bạch Nhược, ngươi đi một chuyến vân sơn quán, mời thanh tùng đạo trưởng tính toán cái kia kính hải trọng thủy phía dưới yêu huyết đi nơi nào, nhận được tin tức trong lúc đó truyền thư mà quay về, chính ngươi liền tạm lưu vân sơn quán, nhìn một chút cái kia mấy sách thiên thư. Đệ tử lĩnh mệnh. Táo nương, ngươi muốn đi mà nói cũng cùng đi. Bất quá táo nương lại cười lấy lắc đầu cái kia mấy sách thiên thư ta đều nhìn qua, mà lại tiên sinh tại tiểu các đâu, táo nương muốn theo cố tiên sinh. Một bên bạch nhược hỏi một câu. Sư tôn, ta như vậy đi vân sơn quán, thanh tùng đạo trưởng lại cho phép ta mượn đọc thiên thư sao? Yên tâm, hắn đều rõ ràng, đeo cái này vào xem như lên quẻ đồ vật. Đệ tử biết rõ, táo nương, ta sẽ thay ngươi hướng tôn nhã nhã vấn an, sư tôn, ta đây liền đi trước. Từng. Chờ bạch nhược xuất môn, kế duyên lại nhìn về phía táo nương. Thật không muốn đi. Táo nương chỉ là cười cười. Vân Sơn quán bất cứ lúc nào đều có thể đi, tiên sinh, ta vì ngươi pha ấm trà đi. Hảo. Kế duyên đang nghe truyện trên TV audio CV không nói thêm gì nữa, tại táo nương đi phòng bếp thời điểm, hắn hướng phía trên khẽ vương tay, một cái cây táo cành mang theo triểu nặng trái cây hạ xuống, vừa vặn rơi vào kế duyên trong tay, kế duyên nhẹ nhàng gặp lại, liền đem căn này cành cây nhỏ liên tiếp trái cây bẻ kế duyên đem cái này cây táo cành trên bàn nhẹ nhàng lắc một cái trên nhánh cây trái cây liền rơi xuống trên bàn bàn cờ bên cạnh hắn lại nhẹ nhàng đưa tay vất qua ngay ngắn cành táo liền thành một thanh hơi có uốn lượng nhánh cây kiếm gỗ sau đó kế duyên kết kiếm quyết lên kiếm chỉ tại cành táo kiếm gỗ bên trên điểm hai lần nhàn nhạt kiếm ý mang theo kiếm khí tại căn này cành táo kiếm gỗ bên trên tràn ngập sau đó kiếm gỗ liền chậm rãi lơ lửng mà lên sau đó hóa thành một đạo kiếm quan bay lên không mà đi bạch nhược phi độn tốc độ vốn là không chậm mà xen vào hắn cực kỳ xuất chúng kiếm thuật thiên phú kế duyên đoạn này thời gian xem như trọng điểm chỉ điểm nàng kiếm pháp sau đó quả nhiên có kinh hỷ một ít địa phương một điểm liền thông mà có chút địa phương nàng khó mà lĩnh hội cũng vẽn vẹn bởi vì tu hành không đủ phụ dùng kiếm ý gia trì độn pháp mặc dù vẫn không tính là chân chính hóa quan kiếm độn nhưng bạch nhược tốc độ bay cũng so trước đó tăng lên ít nhất một cái cấp bậc buổi sáng trời đi cư an tiểu cát chưa tới giữa trưa liền đã đến vân sơn phía trên dãy núi bạch nhược phóng tầm mắt nhìn tới chỉ cảm thấy sơn như kỳ danh toàn bộ đã sắp giữa trưa toàn bộ vân sơn khu vực trung tâm y nguyên đại bộ phận ở tại mây mù bên trong mà vân sơn quán liền ở tại mây mù bên trên đại bộ phận kiến trúc đều tại yên hà phong bạch nhược giờ phút này trong lòng vẫn là hơi có chút nhấp nhô Rốt cuộc nàng không riêng gì lần đầu tiên tới thần bí vân sơn quán, càng là lần thứ nhất lấy kế duyên đệ tử thân phận tới đây. Tốt tại nàng biết rõ vân sơn quán bên trong có tôn nhã nhã tại, cuối cùng không đến nổi ai cũng không nhận biết. Nghe sư tôn nói, thanh tùng đạo trưởng là thiên diễn kỳ nhân, nếu không phải có thiên cơ luân tại, thiên cơ các tại vẻn vẹn vẻ bói toán tạo nghệ bên trên chưa hẳn có thể thắng được hắn, mà tần tử chu tần thần quân càng hẳn là thế gian duy nhất một tôn giới du thần, chính là chân chính thuần dương chi thể, không biết lại nhìn ta như thế nào. Mang theo trong lòng tâm tư, Bạch Nhược rơi xuống vân sơn quán hôm nay chủ quan ở ngoài, cũng đã trông thấy có hai người mặc một mặt đạo bào lại nhiều nhất bất quá 10 tuổi ra đầu tiểu đạo sĩ tại xem ở ngoài chờ. Trông thấy Bạch Nhược từ trên trời giáng xuống, hai cái này tiểu đạo sĩ vội vàng bước nhanh tiến lên hai bước, cùng một chỗ hướng về Bạch Nhược hành lễ. Một người đầu tiên là mời Bạch Nhược. Vị tiên tử này tỷ tỷ đường xa mà đến, còn xin mau mau vào xem một người khác là nói bổ sung. Quán chủ buổi sáng giảng đạo kinh thời điểm bỗng cảm thấy hôm nay có quý khách đến đây, đặt lệnh ta hai người chờ đợi ở đây, xin hỏi tiên tử tỷ tỷ đến từ phương nào. Buổi sáng, chẳng phải là sư tôn để cho nàng đến thời điểm thanh tùng đạo nhân liền mơ hồ cảm giác được. Bạch Nhược hơi có giật mình, nhưng vẫn là tự báo gia môn. Tại hạ Bạch Nhược, phụng sư mệnh từ cư an tiểu cắt mà tới. Hai cái tiểu đạo sĩ hơi sững sờ. Cư An tiểu cát. Một người thấp giọng nghi hoặc thời điểm, một người khác nhỏ giọng tại hắn bên tai lẩm bẩm một câu. Nghe nói là đại lão gia trụ địa phương, ở tại trong trần thế liền tự do bề ngoài. Đại lão gia. Hai cái tiểu đạo sĩ lẫn nhau thảo luận thời điểm thanh âm đều rõ ràng truyền đến Bạch Nhược trong tai, để cho nàng cảm thấy cái này hai hài tử càng lộ vẻ đáng yêu, sau đó một hồi lâu bọn họ mới ý thức tới xem xét khách nhân quan trọng. Tiên tử tỷ tỷ mời vào trong đúng đúng, mau mời vào. cái này đạo quán so với ban đầu lão xem nhiều, một cái tiểu đạo sĩ mang theo bạch nhược đi vào một gian đường đi sảnh chiêu đãi, cái kia là nhanh chóng chạy trước đi vào thông báo, đi ngang qua trung đình khu vực thời điểm, có một ít đạo sĩ ở bên kia luyện công, nhìn to to nhỏ nhỏ đều có, nhưng lớn nhất trên mặt cũng mười phần non nớt. liền có người hướng về phía vội vàng chạy tới tiểu đạo sĩ hô một câu, nhận được quý khách sao? là ai a? À? Tiểu đạo sĩ bước chân không ngừng, vội vàng trả lời một câu. Là một cái gọi Bạch Nhược tiên tử tỷ tỷ, từ Cư An tiểu cắt tới. Đang luyện công những cái kia đạo sĩ một chút liền kích động lên. Cư An tiểu cắt a. Đại lão gia kia đến. Bạch Nhược. Ta đã biết. Là Bạch phu nhân. Bạch phu nhân. Ai nha đần a, chính là Bạch Lộc duyên bên trong cái kia Bạch phu nhân sao, lần trước xuống núi chúng ta không phải nghe qua sách sao? a à, thật sự là bạch phu nhân a à. ta muốn đi nhìn ta cũng đi một đám đạo sĩ phân phân từ đó đình đi ra ngoài một đường chạy đi lên phía trước ngược lại vân sơn quán chỉ có một gian rộng rãi bị thường thường dùng làm chiêu đãi khách nhân tám thành ngay tại cái kia chỉ chốc lát sau nghe nói bạch nhược đến đây tôn nhã nhã trước thanh tùng đạo nhân một bước hứng thú bừng bừng mà đến đường đi bên ngoài phòng trông thấy bên ngoài một đám tiểu đạo sĩ chia hai bên trái phải trốn ở ngoài cửa vụn trộm hướng bên trong đầu nhìn quanh xem đến tôn nhã nhã cũng không khỏi cười ra tiếng các ngươi đừng kinh đến khách nhân không cần luyện công sao quán chủ cần phải tới nghe xong nghe quán chủ thanh tùng đạo nhân sắp tới một đám tiểu đạo sĩ nhất thời tan tác như chim muôn tôn nhã nhã là cười lấy bước vào đường đi sảnh bạch phu nhân thật sự là ngài nhã nhã bạch nhược đứng lên hướng về phía tôn nhã nhã mặt lộ vẻ nụ cười Bạch phu nhân, vừa rồi bên ngoài nhưng thật nhiều tiểu đạo sĩ liếc trộm ngươi đây. Quả thực đáng yêu. Bạch Nhược cười lấy, nàng vẫn luôn rất muốn cùng Chu Lan có một cái ái tình kết tinh, đáng tiếc nhân yêu khác đường, không những không có kết quả, càng là hại Chu Lan thân thể, cho nên nàng cũng phá lệ ưa thích hài tử. Bạch phu nhân, nghe nói ngài từ cư an tiểu cắt tới. Ừm, tiên sinh nhận ta cái này ký danh đệ tử. Nhìn xem Bạch Nhược trên mặt mặt mày tỏa sáng, tôn nhã nhã cũng từ đáy lòng vì nàng cao hứng chúc mừng bạch phu nhân rốt cuộc đạt được ước muốn có thể thành vì tiên sinh đệ tử tất nhiên đắc đạo đều có thể tôn nhã nhã còn tại lúc nói chuyện thanh tùng đạo nhân đang từ bên ngoài bước nhanh đi tới nguyên lai like là bạch phu nhân đến đây không có từ xa tiếp đón quả thật thanh tùng chi tội chúc mừng bạch phu nhân đến vào kế tiên sinh môn hạ tương lai thế gian đắc đạo người nên có bạch phu nhân một vị Thanh Tùng Đạo trưởng quá khen. Quán chủ. Sảnh nội người đều hướng Thanh Tùng Đạo nhân hành lễ ân cần thăm hỏi, người sau là không dám kinh thường, nhanh chóng đáp lễ. Bạch phu nhân lần này đến đây nhất định có chuyện quan trọng, hàng huyên sự tình liền miễn đi, nói thẳng sự tình đi. Vâng, sư tôn muốn cho đạo trưởng xuất thủ, đo lường tính toán kính huyền hải các kính hải trọng thủy phía dưới viễn cổ yêu huyết, đây là lên quẻ đồ vật. Thanh Tùng Đạo Nhân tiếp nhận Kim Lân nhẹ gật đầu việc này không nên chậm trễ lão đạo ta cái này lên quẻ thanh tùng đạo nhân lên quẻ thời điểm tại bạch nhược cùng tôn nhã nhã trong mắt một thân bên cạnh mơ hồ có một ít ánh sao hiển hiện mặt trên người đạo bào càng là như là người khoác trăng sao tỏ ra rực rỡ mà không chói mắt sau một hồi lâu thanh tùng đạo nhân mở mắt cùng cái này vẫy gần gũi linh vật ở trong biển chạy trốn tứ phía nên không phải là yêu huyết có khác một loại áp lực ngay tại càng ngày càng mạnh cái này yêu huyết là sống đúng rồi còn có một chút đặc thù cảm giác hình như khoảng cách bắt cảnh hàng châu không xa thanh tùng đạo nhân nói xong lắc đầu a à, có người che đậy thiên cơ lão đạo ta tu vi không đủ không tính được tới càng nhiều bạch nhược nhíu mày đạo trưởng đã rất lợi hại ta cái này đưa tin cho sư tôn nói xong bạch nhược từ trong tay áo lấy ra một thanh tiểu xảo phi kiếm thần niệm bám vào bên trên sau đó đem quăng về phía không trung nhìn xem phi kiếm hóa quan bay về phía kê châu phương hướng bạch phu nhân như là đã tới vân sơn quán như vậy còn xin nhìn qua thiên thư đa tạ đạo trưởng sư tôn cũng đang có ý này bạch nhược lần này đến chuyện thứ hai chính là mượn đọc mấy quyển thiên thư không dám không dám thiên thư vốn là kế tiên sinh ban tặng bạch phu nhân nói gì mượn đọc mời cái gọi là đi tới kiểu cũ tinh điện thanh tùng đạo nhân chìa tay ra mang theo bạch nhược đi tới lão vân sơn quán tinh điện rất nhanh toàn bộ yên hà phong đều bao phủ tại một mảnh dưới ánh sao động tĩnh này đưa đến toàn bộ vân sơn phạm vi bên trong đạo sĩ đều mười phần kinh ngạc chính là đang tại vân sơn cái khác trên ngọn núi một mình tu hành mấy cái đạo sĩ cũng ghé mắt yên hà phong phân phân bay trở về vân sơn quán không biết chuyện gì xảy ra mà thanh tùng đạo nhân là đứng tại tinh điện bên ngoài khẽ gật đầu tần tử chu thân ảnh cũng sau đó hiện lên ở tinh điện bên ngoài thần quân bạch phu nhân không hổ là kế tiên sinh đệ tử sơ xem thiên địa hóa sinh có thể đưa đến như thế động tĩnh chính là đến thiên địa tương trợ. Tần tử chu vuốt trâu nhìn xem trong điện một tiếng áo trắng mỹ lệ bạch nhược, ánh sao làm nổi bật phía dưới tỏ ra nàng bằng thêm một cổ cảm giác thiên liên thần thánh. Theo ngoại giới lưu truyền ghi chép, cái này bạch phu nhân tự hồ là kế tiên sinh tọa kỵ bạch lộc, chỉ là ký danh đệ tử, không biết cái kia thâm bất khả trắc hổ quân đến xem cái này thiên thư, sẽ là cỡ nào động tĩnh. Lão đạo rất là chờ mong. Ninh An huyện cư an tiểu các bên trong, kế duyên tại Bạch Nhược xem thiên địa hóa sinh, sau đó không bao lâu liền thu vào nàng phi kiếm truyền thư, được biết thanh tùng đạo nhân tính toán nội dung, cũng là khẽ lắc đầu. Điều này nói rõ cái này yêu huyết nhất định đại bộ phận đều đến cái nào đó người thời thượng cổ trong tay, trở thành đề thăng đối phương thuốc bổ, chỉ hy vọng không phải đến cái này yêu huyết bản thân chủ nhân trong tay. Mênh mông trên đại dương bao la nơi nào đó bí ẩn trên đảo nhỏ, cũng có đình đài lầu các ẩn núp ở trong, rầu rĩ không vui bắt một một mình tại lầu cắt này bên trong uống rượu giải sầu hắn cũng học lão ngư dạng kia chủ động tiếp nhận mùi rượu mà không phải để cho mùi rượu vừa vào một mình liền tan hết quả nhiên phát hiện dạng này lại có uống rượu cảm giác nói chỉ là một mình kỳ thực cũng không chính xác ít nhất ở trên đảo còn có tuấn nam mỹ nữ bề ngoài người hầu cả đám đều mười phần yêu diễm mà lại tản ra nhàn nhạt ma khí đối bắt một nói gì nghe nấy giờ phút này ngay tại sảnh phòng khách bên trong ở giữa có một trận biểu diễn chỉ là vì cho bắt một trợ hứng. Chỉ tiếp những này trung thành người hầu cùng thủ hạ ở trong mắt bắt một chẳng phải là cái gì, càng không cách nào điều động bắt một cảm xúc, có lẽ nhìn một trận nhân gian gia đình bình thường bởi vì gia đình phân tranh mà vỡ tan tiết mục, trái lại càng phù hợp ma hứng thú. Đúng lúc này, một tên người khoác đấu bồng màu đen nữ tử từ trên trời rơi vào ở trên đảo, sau đó bước nhanh đi vào trong điện, lách qua chính giữa biểu diễn đến gần bắt một trước bàn. Chủ nhân, ngư gia cùng lục gia đã không tại ngày an bài cho bọn hắn chỗ ở cho nên thuộc hạ không thể mời bọn họ chạy tới bồi ngày uống rượu không tại đi đâu bắt một giơ tay lên tuấn mỹ đến tà tính trên mặt hiện ra ửng đỏ xem đến đối diện thuộc hạ cảm xúc hơi có phấn khởi nghe bên kia hạ nhân nói trâu cũng cảm thấy rất nhàm chán liền rất giận cái kia luyện bình nhi đùa nghịch bọn họ cho nên liền rời đi hắn còn nói hắn là trâu lão ở trong biển ngâm không có tí sức lực nào Lục gia ngược lại là không nói gì Chỉ là cho ngài lưu lại mà nói Nói có việc muốn tìm bọn họ liền dùng cái này Nói xong Thuộc hạ vương tay đưa lên một cái vàng đen giao nhau lông tóc Bắt một nhận lấy ước lượng một chút Dĩ nhiên là cảm thấy mười phần có phân lượng Ha ha A a a a Ha 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 Cũng thế Thiên Khải Minh sớm liền tản đi Không có gì ràng buộc Lấy hai người bọn họ tính tình Có thể theo giúp ta ở trên biển lay động lâu như vậy Đã không dễ dàng luyện bình nhi cái này xú bà nương không giữ chữ tính nguyên lai like cái kia cổ ma chi huyết tại kính huyền hải cắt phía dưới sớm biết cái này tin tức ta liền tự mình đi cướp đoạt có lục ngô cùng ngưu bá thiên giúp ta chỉ là kính huyền hải cắt có thể làm gì được ta trong tay làm bằng đồng ly cốt bị bắt một bóp kẹt kẹt rung động chờ hắn ý thức được cái gì lại buông tay xem xét ly cốt đã bị bóp thành một đống thỏi đồng chủ nhân ta không sao chỉ là nhưng đáng tiếc truyền thuyết thượng cổ chi ma có bộ phận đặc tính tiếp cận thiên đạo chi mặt trái có thể xưng thiên ma hôm nay ta ma đạo chỗ cao thủ đoạn đều thích kèm theo thiên ma một từ thực ra chỉ là lời ca tụng a à, bất quá nghĩ tới lúc trước nếu có thể bị giết chết bị phong cấm chân linh chi huyết cái kia cổ ma hẳn là cũng không tính là chân chính thiên ma bắt một phía sau mấy câu mặc dù có nhất định đạo lý nhưng dễ nhận thấy đã có loại không ăn được nho thì nói nho xanh cảm giác nhưng sảnh nội đều là xem hắn vì tự thân nhất thiết thuộc hạ sẽ không có người phản bác lại càng không có người cảm thấy châm chọc hình như ý thức được chính mình thân là chân ma không phải đem hỉ nộ biểu hiện tại trên mặt bắt một liền thu liễm cảm xúc cười lấy hỏi một câu ta tại cái kia ở trên đảo cho cái kia mang ngư chuẩn bị rất nhiều cái mỹ kiều nương hắn thế mà cũng bỏ được đi bất quá nhất định đem các nàng toàn bộ sủng hạnh một cái khắp cả sao thuộc hạ liếm môi nói rõ sự thật đại bộ phận ngưu gia đều ngại bẩn, đương nhiên cũng có bị sủng hạnh đến còn tại dư vị, bất quá ngưu gia sủng hạnh đến bất quá ngược lại là rất ưa thích mấy cái kia phàm nhân nữ tử, trước khi đi đem mấy cái kia phàm nhân nữ tử mang đi. Ha ha, cái này lão ngưu vẫn là tốt cái này một nguồn. Ừm, ngươi lần này làm việc không tệ, đến đây đi. Bắt một vỗ vỗ chân của mình, trước mặt thuộc hạ nhất thời mềm cả người, bước nhanh đi tới bắt một trước mặt ngồi vào trong ngực hắn, trong điện còn lại ma tu tất cả đều lộ ra ghen ghét thần sắc, nhưng cũng không dám nói gì. Trọng Bình Hưu đã từng nói với kế duyên qua, trong truyền thuyết kính huyền hải các kính hải trọng thủy phía dưới chảy xuôi con nào đó thượng cổ dị yêu chi huyết, hắn máu sát khí trọng lượng, yêu khí mạnh mẽ, từng khiến kính huyền hải các tổ sư gia kém chút thụ hắn ảnh hưởng vào ma đạo. Coi như liền kế duyên đều không nghĩ tới, nguyên lai like cái kia kính huyền hải các ngàn trượng trọng thủy phía dưới, phong ấn dĩ nhiên là cũng không phải là thượng cổ dị yêu, mà là cổ ma chi huyết, khó trách chỉ có thể phong cấm mà từ đầu tới cuối không cách nào hủy diệt. Điểm này liền liền lục sơn quân cùng ngưu bá thiên cũng bị mơ mơ màng màng, bất quá có một chút bọn họ là rất rõ ràng, cùng bắt một thân quen một ít chỉ là thủ đoạn mà không mục đích, mà bọn họ cùng bắt một một mực xen lẫn trong cùng một chỗ, thế nào thuận lợi những người khác tới tìm hắn đâu. Giờ phút này, lão ngưu cùng lục sơn quân ngay tại bắc cảnh hàng châu một tòa phồn hoa nhân gian thành lớn hành tẩu, mặc dù không phải tiên cản, cũng rời xa Vân Châu, nhưng bởi vì hoàn tuyền khắc bản vấn đề, lựa chọn cái này thành thị ngụy thị ở chỗ này cũng có mấy nhà cửa hàng. Lão Ngưu liền đem mấy cái từ bắt một cái kia mang ra phàm nhân nữ tử đưa đến nơi đó. Về phần tại sao tới đây, bởi vì tới gần. Giống những này nữ tử dạng này đã cửa nát nhà tan liền quanh năm không cùng ngoại giới tiếp xúc nữ tử, nếu như là trực tiếp ở nhân gian cái gì địa phương thả, cho dù cho các nàng một bút bạc, cuối cùng cũng có thể không có cái gì kết cục tốt, cho nên đưa đến ngụy thị trên tay là lựa chọn tốt nhất ít nhất bọn họ tuyệt đối không dám làm loạn lão lục ngươi không thấy những cô nương kia đối ta lưu luyến không rời không nguyện ý rời đi ta tại chiêu nữ nhân ưa thích phương diện này ngươi vẫn là đến cùng ta học một ít đừng cả ngày nhắc tới cái kia tiểu hồ ly bái sai sư chuyện này kế tiên sinh môn hạ không phải dễ vào như vậy ta lão ngưu nghĩ cũng không nghĩ qua hy vọng hắn thêm chỉ điểm một ít là được Lão ngưu như thế thật vui vẻ ha ha mà nói xong, lục sơn quân chỉ là tại bên cạnh hừ lạnh một tiếng, lão ngưu đã có tìm tới tự mình tu luyện con đường, sư tôn tự nhiên cũng không có khả năng thu hắn. Muốn thu cũng là như lúc trước chính lục sơn quân, như hồ vân, như cái kia chuyển hóa một thân yêu quái đạo hạnh vì tiên linh chi pháp bạch phu nhân. Lão ngưu đột nhiên cười hắc hắc. Cái kia ứng nương nương một bạc tai tác đến có thể thật hung ác, chó cái kia luyện bình nhi ghi hận cả đời sao. Ừm, tác đến tốt. Lục Sơn Quân cũng lộ ra nụ cười, Luyện Bình Nhi dám lấy sư Tôn đạo lữ tự xưng, quả thực không biết sống chết, bất quá một bên lão Ngưu lại cười cười nói. Bất quá cũng chỉ có ứng nương nương dám làm như thế, cái này Luyện Bình Nhi cũng là âm hiểm chủ, ta lão Ngưu nếu là động thủ đối phó nàng, tất nhiên là nàng tình thế chắc chắn phải chết, nếu không không sẽ chọc cho một thân loạn. Lục Sơn Quân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hướng Ngưu Bá Thiên. Luận âm hiểm còn có ai hơn được ngươi ngưu ma vương sao? Ha 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 ha. Đều là thối cương thi bọn họ lén lút nâng đỡ, quá khen rồi quá khen rồi, bất quá danh hào này rất hợp ý ta, cùng tên của ta một dạng uy vũ bá khí. Ngưu bá thiên bỗng nhiên lại nói. Lão lục, ngươi nói yêu huyết tại cái gì địa phương? Cái kia bị kính huyền hải các truy nã lục mân chết hay không, có thể hay không thật trên tay hắn. Hắn chết hay không ta không biết, nhưng cái kia yêu huyết tuyệt đối đã bị luyện bình nhi bọn người cầm đi bắt một là một điểm chỗ tốt đều không có mò lấy còn bồi thường một chỗ đáy biển động phủ ha ha nếu như ta là lục mân tại nhà mình hải các bị oan uổng khẳng định tuyệt sẽ không cam tâm nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải còn chính mình thanh bạch ngoại trừ có thể đi tìm quen thuộc cao nhân khả năng nhất đi thiên cơ cát bên kia có lẽ có thể trả chính mình một cái thanh bạch bất quá sao lục sơn quân đang muốn nói cái gì đó đột nhiên hít hà mùi vị ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một phương hướng nào đó lão ngưu ngươi miệng từng khai quan a lão ngưu cũng ngẩng đầu nhìn về phía lục sơn quân ánh mắt phương hướng phương xa trên đường chân trời có một đạo mịt mờ kiếm quan xẹt qua bầu trời mà ở sau lưng hắn còn có hai đạo tiên quan tại đuổi trục cái này cũng chưa chắc là lục mân sao đi xem một chút liền biết chân trời một đuổi một chạy đều tốc độ cực nhanh nếu như là phản ứng chậm một chút liền sẽ bỏ lỡ, lão Ngưu cùng Lục Sơn Quân cũng không làm phiền trực tiếp trong thành này nhảy lên một cái phi độn rời đi, vẹn vẹn lấy đơn giản chứng nhãn pháp che đậy. Nếu đối phương tốc độ bay rất nhanh, lão Ngưu cùng Lục Sơn Quân cũng không trực tiếp truy đuổi đi tới, mà là đi vòng phía trước, tại tứ phương dần dần trải rộng ra một mảnh yêu vân. Lục Mân tình trạng đã phi thường kém, thời gian dài chạy nhanh lại được không đến điều tức khôi phục pháp lực tiêu hao nghiêm trọng không nói thương thế cũng sắp không chịu được nữa hết lần này tới lần khác lúc này trước mắt thấy được một mảng lớn tà dị yêu vân mong muốn cải biến phương hướng đã tới không bằng trong lòng đã dần dần có chút tuyệt vọng mà truy đuổi lục mân hai người là nheo lại mắt thấy phía trước không rõ ràng là cái kia đường yêu quái dám can đảm ngăn trở chúng ta chính là kính huyền hải các tu sĩ đang truy nã trong môn phản đồ người không có phận sự nhanh chóng tránh lui lục mân người sau lưng truyền âm tứ phương nghe được lục mân tức giận đến không được ha 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 các ngươi những này tiên nhân tự xưng cầm tâm chính tu hạng người còn không phải có được hôm nay ngày một dạng tự giết lẫn nhau thời điểm ha 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 lão ngư cùng giả tiếng cười từ trong mây truyền đến yêu vân bên trên có hai đạo kinh khủng ánh sáng màu đỏ sáng lên tựa như hai cái cực lớn yêu mục yêu khí cũng trong nháy mắt trở thành mãnh liệt lên đem yêu vân phủ lên đến như là liệt hỏa rất lâu không ăn tiên nhân rồi hôm nay ngược lại là vận khí tốt, mấy cái này tu vi không tệ, bắt đầu ăn hẳn là rất có tư vị. Lục Sơn Quân yên lặng nhưng thanh âm lạnh như băng đồng dạng tự trong mây vang lên, mà theo thanh âm hắn truyền đến, Yêu Vân đang lấy khoa trương tốc độ khuếch trương, rất nhanh liền đã mênh mông vô bờ, bao gồm bốn phương tám hướng. Ha ha ha, lão Lục, cái kia phía trước chính là cái gọi là phản đồ A. Hắc hắc, cái này trước không ăn, phàm nhân không phải có câu nói gọi địch nhân của địch nhân có thể xem như bằng hữu à. Trước mặt yêu khí kinh khủng đến mức khoa trương, đã đến làm cho người tê cả da đầu trình độ, hơn nữa cái này ngôn ngữ, phía sau truy đuổi hai người nhất thời kịp phản ứng, sợ là gặp cái kia mang ngưu cùng lão hổ, một người trong đó nhanh chóng kinh hỉ nói. Ngưu đạo hữu, lục đạo hữu, nhanh giúp chúng ta bắt lấy lục mân, chúng ta là bạn không địch, đợi chút cùng các ngươi phân trần. Ha 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 ngươi coi ta lão ngưu ngốc a à. ngưu bá thiên như thế trào phúng một tiếng lời còn chưa dứt liền trực tiếp xuất thủ yêu thể dĩ nhiên là không tại phía trước mà là từ trên không trong mây đột nhiên hiển hiện cực lớn tay đang xen thành quyền hung hăng hướng về hai tên người truy kích rơi đập mặc dù trên thân hai người lập tức có pháp quan hiển hiện nhưng bị lão ngưu đánh trúng thời khắc không ngừng có vỡ vụn tiếng vang lên càng là tựa như bầu trời bạo tạc ầm uhm. hai người giống như hai khỏa sao băng bị một kích từ chân trời rơi đập. Tầm, tầm, mặt đất nổ tung hai cái hố to. Bị ngư bá thiên ác như vậy hung ác mà từ chân trời rủ xuống, cho dù hai người đạo hạnh thâm hậu cũng không chịu nổi, bị thương không nhẹ, nếu không phải thân mang hộ thân bảo, chỉ sợ cái kia một chút liền cho đập chết. Khụ khụ khụ. Ngư bá thiên, lục ngô, nghe ta một lời, chúng ta thật sự là bạn không địch, chúng ta biết rõ các ngươi cùng bắt một rất thân cận, còn cùng luyện tiên tử cũng nhận biết cái này đủ để chứng minh chúng ta là đứng ở một bên sao? lục mân đã là nỏ mạnh hết đà, còn sót lại pháp lực còn thừa không có mấy, coi như không có gặp cái này một mảnh yêu vân cũng không chống được bao lâu, huống chi là bây giờ thật sự là mất hết can đảm chỉ nói là tử cục, mà bầu trời yêu khí cuồn cuộn, bao phủ tại một mảnh đen nhánh bên trong lão ngưu người ở bên ngoài xem ra chính là một cái cực lớn hình người yêu quái đứng tại trong mây, chỉ là hai mắt là đỏ thẩm quang mang mà đỉnh đầu tả hữu có hai cái giống như nguyệt nha sừng lớn còn không chết vốn cho rằng vừa rồi có thể đem hai cái truy kích lục mân người một kích mất mạng không nghĩ tới đối phương thế mà còn có sức lực mở miệng nói chuyện bất quá lão ngư ý niệm chuyển động luôn luôn rất nhanh trực tiếp thu liễm yêu khí từ đầu mây chậm rãi hạ xuống cái này quá trình bên trong mang theo nghi hoặc mà hỏi dò trên mặt đất hai tên tu sĩ ồ chuyện này là thật lão ngư chậm rãi hạ xuống giờ phút này khuôn mặt không giống trong ngày thường nông gia hán tử một dạng chất phát trái lại có chút sát khí cuồn cuộn thân hình mặc dù thu nhỏ có thể y nguyên khoảng chừng ba trượng không ngừng một đôi sắc bén sừng trâu lóe ra hàng quang toàn thân yêu khí mười phần kinh người nhìn thấy ngưu bá thiên động tác hài hòa hai tên tu sĩ lưu ý lấy trên trời lục mân y nguyên bị vây ở yêu vân bên trong mặc dù bởi vì trước lọt vào công kích một bụng khó chịu có thể cũng không muốn kích thích mâu thuẫn rốt cuộc cái này hai yêu quái cũng không dễ chọc đặc biệt là cái này mang ngư tính tình mười phần ngang ngược. Chọc tới hắn minh hữu cũng đánh, mà cái kia lục ngô mặc dù nhìn như có tri thức hiểu lễ nghĩa có thể thực ra kinh khủng hơn, bị mang ngư đánh chưa chắc sẽ chết, có thể cái này lục ngô nổi giận khắp nơi há mồm ăn rồi, còn thích hơn cường giả, ngược lại là nhỏ yếu phàm nhân không hứng thú lắm. Chúng ta chỗ nói đều không nói ngoa, hai vị tùy thời có thể lấy hướng đi luyện tiên tử chứng thực. Có thể biết những này, xác thực không giống như là giả, vậy cần phải ta lão ngư giúp các ngươi đem cái kia tiên tu bắt lấy lão ngư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lục mân tại hai cái tu sĩ đang muốn nói chuyện thời điểm đột nhiên quay đầu cười cười bất quá lão ngưu ta lười vẫn là chính các ngươi động thủ đi giúp các ngươi cản lại hắn đã tính đủ ý tứ hai cái tu sĩ miễn cưỡng chắp tay đa tạ ngưu đạo hữu ý đẹp chúng ta sẽ tự mình động thủ hai người điều trị một chút khí tức sau đó lại lần ngự phong mà trên Lục Mân, chạy trốn lâu như vậy, cũng nên mệt mỏi, tội gì khổ như thế chứ. Ngược lại bây giờ toàn bộ tu hành giới đều biết ngươi Lục Mân là kính huyền hải các khi sư diệt tổ phản đồ, sớm giải thoát không tốt sao. Lục Mân dưới chân hóa ra một đóa pháp vân, trực tiếp ngồi liệt trên pháp vân, vẫn ngắm nhìn chung quanh đen nhánh yêu vân, nhìn xem lại lần nữa bay lên hai cái người truy kích, trên mặt lộ ra cười thảm. Ha 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 ha! Không nghĩ tới ta Lục Mân tự phụ thiên phú dị bẩm, tông môn gặp nạn thời điểm lại không có thể xuất lực, bị kẻ xấu vu hãm, hôm nay càng là muốn chết tại loại này địa phương, các ngươi cùng yêu ma cấu kết làm hại tiên tông, thiên số rõ ràng, sớm muộn tiêu rồi báo ứng. Hai cái tu sĩ đuổi lục mân lâu như vậy, vừa rồi lại bị ngưu bá thiên đánh cho thất điên bác đảo, chính là nỗi nóng, giờ phút này một người trong đó thâm trầm cười nói. Lục mân, thiên số báo ứng lúc nào đến có lẽ sẽ đến, có lẽ sẽ không tới, có thể ngươi là không thấy được lục mân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai người trên thân dân lên một cổ kinh người kiếm ý toàn thân pháp lực tại thời khắc này mãnh liệt tăng vọt xung quanh linh khí cũng bắt đầu táo bạo lên lục mổ tu tiên mấy trăm năm càng là một tên được khen là sát phạt đệ nhất kiếm tiên có chết cũng không thể quỳ cổ này kiếm ý mạnh mẽ để cho chung quanh yêu vân cũng bắt đầu tán loạn càng làm ẩn tàn tại trong mây lục sơn quân cùng lại lần nữa chậm rãi bay lên ngưu bá thiên đều cảm thấy da bày tỏ hơi hơi nhói nhói cái này Lục Mân là muốn hợp lại tự hủy mấy trăm năm đạo hạnh liều mạng một lần. Mà cổ này xá sinh tử đỏ sức mang đến kiếm ý cũng làm cho hai cái từ đầu đến cuối truy kích Lục Mân tu sĩ như là bị trường kiếm chỉ lấy ni tâm, trên thân dân lên một cổ hàng ý. Giờ khắc này, bọn họ lại có loại cảm giác, một kiếm sau đó, Lục Mân mặc dù hẳn phải chết, nhưng bọn hắn hai cái bên trong có một cái tuyệt đối cũng sẽ chôn cùng. Hoặc là hai cái cùng một chỗ. Lục Mổ chỉ là có một chuyện không rõ mong rằng hai vị đạo hữu giải thích nghi hoặc. Lục mân đối hai vị đạo hữu, mấy chữ này cắn đến cực nặng, mà hai tên tiên tu dưới sự sợ hãi, dĩ nhiên là cũng không dám lại hùng hổ dọa người. Lục đạo hữu có gì nghi hoặc, cứ hỏi đến, kỳ thực hà tất bính đi một thân tiên cơ đạo hạnh đâu, cho dù vẫn lạc, chúng ta cũng sẽ cho ngươi làm rõ ràng quỷ, hoàn tuyền một sách bên trên mơ hồ lộ ra, thế gian hoặc có nắm đời chuyển sinh chi đạo, chưa hẳn liền không có hy vọng đi ha 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 các ngươi lại lưu ta chân linh quy thiên các ngươi biết hai cái này yêu quái biết sao lục mân ngươi cứ cười đi ngươi cái này trạng thái có thể duy trì bao lâu chúng ta tránh lui không tiến lên chính ngươi cũng sẽ nguyên khí hao hết mà chết lục mân căn bản không quản chỉ là cười lấy liền mỉa mai đều không đáp lại ánh mắt bên trong đều là vũ nhục tính cực mạnh khinh miệt lục mân cười to thời điểm trên thân kiếm ý như cũ tại không ngừng tăng cường mà hai tên tu sĩ bên trong một người đã vụng trộm lấy thần niệm truyền âm đến ngưu bá thiên trong tay ngưu đạo hữu mong rằng ngươi cùng lục đạo hữu hỗ trợ hợp lực đánh giết lục mân đạo hữu yêu thể pháp thể kiên cường không gì sánh được kiếm tiên thủ đoạn định không thể phá ngưu bá thiên dẫm lên yêu phong chậm rãi xuất hiện tại hai tên tu sĩ phía sau vặn eo bẻ cổ căn bản không tị hiềm lục mân lười biến nói giúp các ngươi giải quyết cái này lục mân cũng không có gì, bất quá luyện bình nhi cái này bà nương trước đây hung hăng đùa bẩn bắt một, cũng coi là lường gạt ta cùng lão lục, không như các ngươi trước giúp luyện bình nhi đền bù một bộ phận chỗ tốt, sau đó ta lão ngưu lại ra tay thế nào. Cái này rõ ràng là gấp tình phía dưới muốn lừa đảo, nhưng lúc này hai người chỉ có thể trước thỏa mãn đối phương, chính mình thật tại không muốn bồi lục mân đồng quy vu tận. Ngưu đạo hữu cứ mở miệng chính là, chỉ cần là chúng ta tùy thân mang, ngoại trừ bản mệnh pháp bảo không thể giao cho ngưu đạo hữu, còn lại đều có thể. Ngưu bá thiên nhết môi lộ ra ảm đạm răng. Vậy là tốt rồi. Ta lão ngưu cũng không muốn các ngươi cái gì pháp bảo, chỉ là mong muốn hai vị mệnh. Lão ngưu nửa câu nói sau nói tới thanh âm không lớn, nhưng lại mười phần rõ ràng, để cho lục mân cùng hai tên tu sĩ đều vô ý thức sửng sốt một chút. Cái gì? Hai tên tu sĩ quay người lại, thấy là ngưu bá thiên quét tới một cái chân lực lượng cường đại xé rách khí tức mãnh liệt cảm giác áp bách càng là khiến cho trước mắt hoàn toàn mơ hồ vẻn vẹn tâm thần cùng nhau dắt pháp bảo tách ra một tầng pháp quan nhưng căn bản không làm được cái khác phản ứng tầm uhm. hai người tựa như là hai phát đạn pháo một dạng lại lần nữa bị lão ngư đánh ra ngoài toàn thân linh quan đều kịch liệt lắc lư trên thân thể truyền đến như tê liệt thống khổ trong lòng không thể tin cùng phẫn nộ cùng tồn tại nhưng sau một khắc hai người nhất thiết cảm xúc dường như bị đông cứng, tựa như là trái tim tốt bị một cái lợi trảo bắt lấy, ánh mắt liếc qua hướng về sau, một mảnh đen nhánh yêu vân đang trên dưới tách ra, một đôi lóe ra xanh vàng quang mang đáng sợ khoảng cách mắt ở trong mây hiển hiện. Mở ra trong mây đen đều có vân khí tác nhiễu răng nanh hiển hiện. Gào gào. Ngưu bá thiên một cước này căn bản không phải vì một kích mất mạng, mà là đem bọn hắn đưa vào lục ngô trong miệng. Đáng tiếc đối hai tên tu sĩ mà nói lý giải đến điểm này đã quá muộn. Giờ khắc này, lục ngô miệng lớn khép lại, hai tên tu sĩ khí tức cũng ở trong nháy mắt này đoạn tuyệt. Lão ngư tại cái kia diện trang mô hình tác dạng mà rụt cổ một cái. Chật chật chật. Một cái cắn này ai chịu được à? Bất quá so với lão ngư cùng lục sơn quân, dễ nhận thấy đang định cuối cùng liều chết đánh cược một lần lục mân cũng có chút mộng bức, mặc dù vẫn là không có buông lỏng cảnh giác, có thể thật tại phía dưới nghĩ không ra thế mà lại phát sinh trước mắt một màn, đây coi là cái gì? Đen ăn đen. Nhưng lúc này, chung quanh yêu vân nhưng đang nhanh chóng tản đi, trong khoảnh khắc đã trả lại bầu trời tươi sáng càng khôn, một tên người mặc áo bào màu vàng nho nhã nam tử dẫm lên một đóa mây trắng chậm rãi bay tới, mà ngưu bá thiên cũng chậm chậm tới gần. Ha 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 ha, lão lục, mùi vị thế nào? Lão ngưu thanh âm mang theo treo đùa, lục sơn quân là nhíu mày trực tiếp nuốt. A, à, ta còn tưởng rằng ngươi lại nhai một chút đâu, bất quá lần này có thể coi là có thể ác tâm một phen luyện bình nhi cái kia bà nương, vì bắt một nho nhỏ đáp lễ một chút sao. Ác tâm ngoạn ý nhai cái gì? Hai người nói xong, liền cùng một chỗ chậm rãi bay đi, xem đến Lục Mân lỗ mãn tại nguyên chỗ. Ách, các ngươi. Lão Ngưu lập tức cảm thấy con hàng này cũng không tính được thêm thông minh, loại thời điểm này đổi thành hắn, khẳng định một câu không nói bất kể hắn là cái gì ngoài ý muốn giữ yên lặng chờ đối phương đi lại nói nhưng vẫn là quay đầu nhìn hướng hắn thế nào sẽ không phải ngươi còn không muốn buông tha chúng ta sao ngươi nên đi đi đâu cái kia đi nói xong câu đó cũng không đợi lục mân có phản ứng gì lão ngư cùng lục sơn quân liền đã dẫm lên vân đi xa chỉ là người sau hình như còn quay đầu nhìn lục mân một cái làm hắn trong lòng căng thẳng có thể sau cùng hai yêu vẫn là không có phản hồi Đại khái tại ngoài trăm dặm trong núi, lục sơn quân cùng lão ngưu rơi xuống, hai người ngắm nhìn bốn phía xác định không việc gì sau đó, người trước nhẹ nhàng thổi khẩu khí, một cổ tối tăm mờ mịt khí tức từ trong miệng bay ra, tại hai người trước mặt biến thành vừa rồi cái kia hai cái tu sĩ. Giờ phút này hai người tự hồ có chút không biết làm sao, sau đó đột nhiên phát hiện lục sơn quân cùng ngưu bá thiên, thân thể không tự chủ được trung nhẹ nhẹ. Trành quỷ Ta dĩ nhiên là thành rồi trành quỷ không có khả năng. Ta 400 năm đạo hạnh, cho dù nguyên linh sẽ tán cũng không có khả năng hóa thành trành quỷ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.